Chương 4: Nguyên tắc vàng để giữ lửa yêu. Nguyên tắc 1: Sức khỏe. Bàn về sức khỏe có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống thì chắc không cần phải nói thêm, nhưng tôi muốn nhấn mạnh về vai trò của sức khỏe trong đời sống vợ chồng, đặc biệt là chốn phòng the. Các bạn cũng biết, khi bước vào đời sống hôn nhân, có biết bao việc phải làm. Chúng ta đều biết rằng, mỗi con người, sức khỏe luôn là vấn đề được đề cao, quan trọng nhất. Có sức khỏe là có tất cả, bởi có sức khỏe sẽ giúp bạn làm và hoàn thành tốt được mọi công việc. Trong các cuộc yêu cũng vậy, hao tốn rất nhiều năng lượng nên sức khỏe đối với các cặp vợ chồng rất quan trọng. Nó có thể làm cho cuộc yêu trở nên thăng hoa và kéo dài hơn. Sức khỏe giúp bạn hiểu được cơ thể và có được ngọn lửa đam mê trong quá trình yêu với bạn đời. Yêu cần rất nhiều năng lượng, cơ thể của bạn phải rất dẻo dai và khỏe mạnh, tràn đầy sức sống thì mới giúp cho bạn trở nên quyến rũ trong chuyện ấy và cùng với bạn đời khám phá thêm nhiều góc cạnh, nhiều tư thế hơn, giúp gia tăng nhiều cảm xúc thăng hoa bên nhau hơn. Bạn cũng có thêm thời gian để thôi miên chàng. Tăng cường luyện tập thể dục đều đặn và thường xuyên là điều nên làm. Bạn có thể chọn bất kỳ môn thể dục nào bạn muốn như yoga, chạy bộ, zumba, học nhảy, học múa, đá bóng, gym, tennis, golf. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, miễn là có sự vận động cho cơ thể. Nhưng tôi vẫn khuyến khích các bạn nên tập yoga vì nó giúp các cơ của các bạn dẻo dai hơn và tinh thần tốt hơn. Nếu thời gian hạn chế, bạn có thể học trên YouTube, online. Điều sợ nhất là lười dậy sớm buổi sáng, lười luyện tập, sống bị ì và thích ngủ nướng sẽ rất hại cho cơ thể. Thể dục không chỉ có tác dụng cho các bộ phận trên cơ thể mà còn cho cả tinh thần trở nên tích cực hơn. Khi tôi mang bầu em bé, sinh nở rồi chăm con, chưa kể làm việc luôn chân luôn tay, tôi cứ nghĩ đó là vận động rồi, nhưng tôi đã nhầm, vì như vậy càng làm tôi ức chế, mất năng lượng hơn và luôn thấy mệt mỏi. Đôi khi tôi gần như kiệt sức nên khi chồng chạm vào người là thấy sợ. Hôm nào mà chồng uống chút rượu vào, có chút men là mãi không xuất binh được thì rất khủng khiếp. Sau này tôi chăm chỉ luyện tập nhiều môn thể dục, tôi chọn ra môn phù hợp để duy trì và ưu tiên yoga thường xuyên hơn. Điều này giúp tôi gia tăng sự tươi mới, vui vẻ. Cũng từ đó tinh thần tôi đi lên trông thấy, bớt cáu gắt, bớt khó chịu, biết nói cười vui vẻ. Cơ thể uốn éo dễ dàng hơn, bền sức hơn, khiến chồng tôi kinh ngạc và nhiều lúc phải đầu hàng xin vợ tha cho. Tôi thừa thắng xông lên, dạy cho chàng biết cần phải tôn trọng cơ thể vợ hơn nữa và đừng có coi thường, chê tôi như trước. Trước đây anh ấy hay có câu thiếu lửa khi vào trận làm tôi muốn bỏ cuộc vì nản. Còn bây giờ, khi nào tôi từ chối do áp lực công việc hay cơ thể muốn nghỉ ngơi thì anh cũng vui vẻ ôm vợ và đi ngủ. Đời sống hôn nhân, đặc biệt là đời sống tình dục của vợ chồng tôi cải thiện trông thấy. Tình cảm hai vợ chồng ôn hòa hơn, vui vẻ hơn và biết tôn trọng nhau hơn. Nguyên tắc 2: Kiến thức. Hãy tưởng tượng chúng ta có sức khỏe nhưng không có kiến thức thì thế nào nhỉ? Kiểu như nhiệt tình cộng với ngu dốt thì thành đốt nhà vậy. Hồi đầu mới cưới, rất nhiều cặp vợ chồng rơi vào tình trạng không tập trung vào chất lượng mà chỉ tập trung vào số lượng. Cứ có cơ hội là họ quan hệ, liên tục và thiếu sự chuẩn bị. Sau đó đau rát rồi viêm nhiễm, chưa kể thiếu sự kết nối dạo đầu, khó lên đỉnh dẫn đến ức chế, khó chịu, sinh cáu gắt. Lâu ngày tích tụ nhiều cảm xúc tiêu cực khiến ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ. Câu hỏi đặt ra là, mua một vỉ thuốc cảm cúm hay một lọ thuốc bất kỳ chúng ta còn phải đọc hướng dẫn sử dụng. Vậy tại sao khi sử dụng một con người mấy chục năm mà bạn lại không trang bị kiến thức? Điều gì xảy ra khi bạn có kiến thức mà không có sức khỏe, hay có sức khỏe mà không có kiến thức? Trong đời sống tình dục, vợ chồng nếu có sức khỏe nhưng không biết cách yêu thì không khác gì trâu húc bờ. Ngược lại, có kiến thức mà không có sức khỏe thì rất bất lực. Đầu tiên phải hiểu cơ thể của mình, mong muốn của mình thế nào, trên cơ thể của mình có bao nhiêu điểm để hỗ trợ được lên đỉnh. Cơ thể chàng có bao nhiêu điểm, kết cấu ra sao, cấu tạo như thế nào, ăn tiền nhất là điểm nào, ngôn từ để thôi miên chàng ra sao, thôi miên vào lúc nào, giây phút lên đỉnh cần làm những gì với chàng hay không. Như vậy, trong quá trình yêu, mình sẽ hiểu và kết nối bên trong mình hơn.
có kiến thức để hiểu chồng mình mong muốn gì, khao khát gì, tại sao người ta ví đàn ông sau khi lấy vợ giống như những đứa trẻ có dâu, ở đâu vui, hấp dẫn, mới mẻ thì thích đến. Vì thế, các bạn phải biến mình thành một thiên đường thật hấp dẫn để hết ngày này qua ngày khác, chàng không thấy nhàm chán, không khó chịu mà luôn bị thu hút bởi chính bạn. Nguyên tắc 3. Đam mê. Chúng ta làm việc gì cũng xuất phát từ niềm đam mê, giống như cầu thủ bóng đá. Khi tung vào sân là chơi hết mình, bất chấp mọi vật cản hay sự cố để mong ghi được bàn thắng. Trong tình dục cũng vậy, nếu bạn có sức khỏe kiến thức rồi nhưng không có đam mê thì giống như người máy đã được lập trình sẵn vô hồn, không cảm xúc. Không ai có thể vui khi làm tình với người máy cả, đó như một sự sỉ nhục dành cho người đàn ông. Có rất nhiều bạn học viên khi tham gia khóa học trực tiếp nghệ thuật yêu do tôi đứng lớp, họ nói rằng họ từng nghĩ tình dục là thứ kinh tởm, dâm dục, thô tục lắm và cứ nhắc đến là đỏ mặt, e thẹn, xấu hổ mặc dù đã là mẹ của hai đứa con. Hoặc có những chị em không còn dám cả gọi tên những bộ phận ấy của chính mình, của chồng đúng với tên khoa học của nó. Nhưng khi tôi chia sẻ kỹ rằng tình dục đơn giản là sự kết nối giữa hai cơ thể khác biệt để trở nên hòa hợp lại với nhau hơn. Mỗi bộ phận trên cơ thể chúng ta đều không thừa không thiếu, nó là hoàn hảo. Nếu khi chào đời mà bạn thiếu bộ phận sinh dục thì bạn sẽ trở thành quái vật ngay. Nó có mặt trên cơ thể của bạn là những gì tuyệt vời nhất và nó thực hiện rất tốt sứ mệnh được tạo ra của nó. Bộ phận nào cũng quan trọng cần được đối xử công bằng. Thậm chí cần đặc biệt chú trọng bộ phận sinh dục trong việc chăm sóc tốt hơn vì nó quá đặc biệt, quá đáng yêu, dễ bị viêm nhiễm nếu lơ là không giữ vệ sinh sạch sẽ. Sau khi tôi nói vậy thì mặt ai cũng giãn ra, bớt căng thẳng, bớt dò xét nhìn nhau. Vì họ đi học vẫn mang tâm thái theo dõi tình hình xem sao, thái độ bạn học cùng như thế nào, có ai đánh giá mình không? Ở Bali hay ở Nhật Bản, họ thờ dương vật và có thể bán đồ chơi tình dục hoàn toàn công khai trên thị trường. Ở Việt Nam thì còn nhiều hạn chế, vẫn kỳ thị và chưa được công khai nói chuyện thật thoải mái về vấn đề này. Là nữ hoàng, cần biết rằng đây là thứ rất cần và đừng quên vì đó là một trong những chìa khóa quan trọng giúp vợ chồng hạnh phúc hơn. Vì xã hội muốn phát triển thì mỗi gia đình phải ấm êm, hạnh phúc thì họ mới có thể tập trung vào sự nghiệp. Mỗi người cần yêu và trân trọng cơ quan sinh dục của mình. Trong quá trình bước vào cuộc yêu, không nên để những suy nghĩ về cơm áo gạo tiền len lỏi vào làm mất hứng thú chuyện chăn gối. Phải bỏ hết những khó khăn, cãi vã, mệt mỏi trong cuộc sống ra khỏi đầu để bắt đầu nhập cuộc yêu với một tư thế sẵn sàng, vui vẻ, đầy đam mê và thăng hoa. Nữ hoàng cần tập trung vào lãnh đạo bằng yêu thương và cả trái tim. Nó quyết định nhiều đến sự thành công trong quá trình quan hệ. Nguyên tắc 4. Thái độ vượt lười, vượt khó. Có một cuốn sách nói rằng thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời. Còn trong tình dục thì thay đổi thái độ là thay đổi chất lượng tình dục. Thái độ của chúng ta gồm điều gì? Ánh mắt nhìn chồng trìu mến như một món quà, một điều quý giá nhất mà cuộc đời dành tặng cho bạn. Thái độ chiếm 80% chất lượng của một cuộc yêu, vì nếu bạn có sức khỏe, kiến thức, đam mê tuyệt vời rồi, nhưng thái độ chưa tốt, không có sự tương tác tích cực sẽ làm cho chàng chán và mất cảm xúc. Hãy tưởng tượng khi bạn đang ôm, vuốt ve cơ thể chàng một cách say đắm. Sau đó, nhìn thấy ánh mắt khinh khỉnh của chàng, bạn có thấy chán không? Bạn có tổn thương hay giật mình sợ hãi không? Ngoài ra, vượt lười và vượt khó cũng là điều quyết định việc thăng hoa của hai vợ chồng bạn đi đến đâu. Ngày xưa khi có bầu hoặc có con, người vợ phải lo chuyện cơm nước, nhà cửa, con cái giặt giũ, đi làm kiếm tiền, có rất nhiều việc phải làm cùng một lúc. Phụ nữ sẽ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, năng lượng bị xuống, cảm thấy khó chịu. Nên lưu ý, tình dục đối với chàng rất quan trọng, đó là nhu cầu thường xuyên không thể không có. Trong khi đó tình dục lại thường không diễn ra vào ban ngày. Vì sáng sớm mà làm chuyện ấy thì chỉ là phép phút, không thể là một bữa tiệc thăng hoa và lãng mạn được. Muốn có nhiều võ hay đất để diễn thì cuối một ngày mới là thời điểm tốt nhất. Nhưng vì nhiều việc dồn nén khiến bạn mệt mỏi, hết năng lượng sinh ra lười.
Chính xác là phụ nữ càng bước vào lâu trong cuộc sống hôn nhân thì độ lười sẽ càng gia tăng, ít cảm thấy hứng thú với tình dục. Trong khi đó, người đàn ông luôn có nhiều năng lượng, nhu cầu ham muốn thường xuyên. Điều gì xảy ra nếu không được đáp ứng? Câu trả lời chắc chắn rằng mối quan hệ sẽ trở nên khó khăn và xung đột, mâu thuẫn hơn, từ đó xuất hiện thêm nhiều khoảng cách giữa hai vợ chồng, tạo cơ hội cho người thứ ba xuất hiện. Tôi cũng đã từng như vậy, khi anh gợi ý tôi luôn hẹn anh, để mai nhé, ngày mai lại hẹn tiếp, ngày mai nhé, hôm nay em mệt lắm. Cứ như vậy, hoạt động của não tôi về chuyện ấy càng lười, càng chán dần đi, dẫn đến mất hứng thú lúc nào không kiểm soát nổi. Khi hiểu ra vấn đề, tôi bắt đầu tư duy lại và dùng tự kỷ ám thị. Cố lên, một chút thôi, dành cho chàng một tiếng thôi, mình làm được mà, mình làm tốt mà. Thế là tôi bắt đầu nhập cuộc rồi tăng dần cảm xúc, làm nhiều thành thói quen, cảm xúc được lấy lại lúc nào không hay. Bên cạnh đó, tôi bắt đầu tìm hiểu, tập thể dục, tự nâng cao tinh thần của mình, khiến chồng tôi hỏi: sao dạo này em thay đổi thế, nóng bỏng hơn, quyến rũ hơn và em thật tuyệt vời. Nguyên tắc thứ 5, thực hành mỗi ngày. Ghi chép. Hãy chuẩn bị một cuốn sổ hoặc tờ lịch, ghi chép một cách chi tiết và cẩn thận về việc đo lường cơ thể trong một tháng. Theo dõi ngày diễn ra chu kỳ kinh nguyệt, ký hiệu vào lịch hoặc bảng theo dõi, ký hiệu là KN. Chu kỳ trung bình là 26 đến 30 ngày, mỗi kỳ diễn ra từ 3 đến 5 ngày. Những ngày này không nên quan hệ để tránh viêm nhiễm. Nếu hai bạn cảm thấy bí bách quá thì cần đảm bảo nhẹ nhàng và sạch sẽ ở không gian như nhà tắm. Khi đó cần giữ vệ sinh cho cả cậu bé và cô bé cũng như không gian phòng ngủ. Cần lưu ý và chú ý trước ngày chuẩn bị kinh nguyệt thì chủ động luôn, giúp chồng lưu thông, tránh quên vì cộng với thời gian kinh nguyệt kéo dài sẽ khiến anh ấy cáu gắt. Đo lường chất lượng và số lần quan hệ. Đo lường là cách duy nhất để đánh giá chất lượng cuộc yêu. Trong tờ lịch năm, bạn có thể ghi chép đánh giá bằng cách sử dụng ngôi sao như sau. Hôm nay hai người có cuộc yêu vui, nỗ lực và thoải mái thì gắn vào tờ lịch đó 3 sao hoặc 4 sao. Hôm nào mà cả hai có một đêm mây mưa mặn nồng, thăng hoa và tuyệt đỉnh của khoái cảm thì gắn vào đó 5 sao. Một vài hôm lại cãi nhau, không vui, không lên đỉnh được thì gắn 1 sao hoặc 2 sao. Đó là lúc bạn cần xem lại lý do tại sao, cải thiện như thế nào để lên 5 sao và duy trì liên tục 5 sao như thế nào. Cách này giúp bạn điều chỉnh cái gì chưa tốt và phát huy điểm mạnh. Đây là những bài tập nhỏ nhưng rất quan trọng mà nữ hoàng cần làm. Hãy kiên trì và rút ra bài học. Đây là bí quyết không chỉ tôi mà còn rất nhiều học viên khác đã áp dụng thành công trên hành trình quyến rũ và tìm lại tình yêu với bạn đời. Không có gì tuyệt diệu hơn việc để mình trở thành nữ hoàng chăn gối bằng cách biến chàng trở thành nhà vua nhờ vào việc ghi chép, đo lường, rút ra bài học và gia tăng cảm xúc, kỹ thuật trong quá trình yêu. Loại bỏ hai kẻ thù giấu mặt. Trước khi vào cuộc, hãy nhỏ nhẹ vào tai chàng và nói rằng: anh ơi, chúng ta cùng mời hai anh đạo đức và lý trí ra ngoài nhé. Như vậy thì anh ấy sẽ mỉm cười đồng ý, lúc đó chỉ còn hai vợ chồng bạn ở trong phòng thôi. Hãy nhớ rằng, bạn đã kết hôn với người đàn ông này rồi, đưa anh ấy vào căn phòng này, cả hai bạn không còn gì trên cơ thể nữa. Hãy thật sự say mê với cơ thể và điều bạn mong muốn. Cố gắng khám phá, sáng tạo, rút ra bài học là điều rất quan trọng trong quá trình yêu. Có hai kẻ thù giấu mặt trong khi yêu, đó là đạo đức và lý trí. Hai thứ này không thuộc nguyên tắc nào nhưng lại rất nguy hiểm cho các cuộc yêu nên cần thận trọng với nó. Lý trí và các quy tắc đạo đức sẽ cản trở bạn trong quá trình yêu rất nhiều. Có rất nhiều điều bạn muốn nói và muốn làm nhưng lại sợ anh ấy đánh giá mình là một người phụ nữ không đoan trang, không đứng đắn. Bạn rất khó nói, khó hành động, mặc dù muốn tư thế như thế này nhưng phải để ý xem chàng có thích hay không, chàng có chủ động hay không. Nhiều sự viếng thăm của hai kẻ thù đó sẽ khiến bạn thụ động và kém hấp dẫn. Nhiệm vụ của bạn là kết nối sâu với bên trong của chính mình. Hãy hỏi thật sự cơ thể bạn mong muốn điều gì, cơ thể của chàng mong muốn điều gì. Hãy mạnh dạn cho đi và nhận về những gì bạn mong muốn nhé. Sức khỏe, đam mê,
kiến thức, sự vượt lười vượt khó là nguyên tắc vàng để giữ lửa yêu. Là nữ hoàng, bạn đừng như người máy đã được lập trình sẵn nhưng vô hồn không cảm xúc, vì đó là một sự sỉ nhục dành cho nhà vua của bạn, Vera Hà Anh.